Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn 3 sản phẩm Uhu mà mình mua được sale ở trên mạng. Xem là mở ra thì sản phẩm nó như thế nào và giá cả ra làm sao Bây nhé. giờ sẽ review cho mọi người một số những cái sản phẩm mỹ phẩm mà mình được mua giảm giá ở trên mạng. Đây là Uhu. Và open. Người ta gói rất là cẩn thận các bạn ạ. Đấy. Và một hộp Uhu như thế này. Đây các bạn thấy 200 ml. À, hộp này là sản phẩm rửa mặt Cleansing Cream, kem rửa mặt massage của Uhui. Do được sale cho nên là mình đã mua một hộp. Và mở ra. Hộp nhìn rất là đẹp. Quá tuyệt vời. 200 ml thau rửa các bạn ạ. Cleansing Cream, hạn sử dụng 2024. Đó. Và do được sale nên là mua, mình cũng quên mất giá rồi nhưng mà được sale nhiều lắm các bạn ạ. Rất là đẹp. Tuyệt vời. Ở trong còn có giấy chứng nhận rồi cái gì gì đó, thôi bỏ qua. Và bây giờ đến sản phẩm tiếp theo. Đây là sản phẩm gì đây? Ôi, đây thì là kem dưỡng rồi các bạn ạ. 50 ml Miracle Moisture. Và đây mã RQ. À, khi mà nhận được một sản phẩm như thế này thì chúng ta mới biết được là sản phẩm nó như thế nào. À, khi mà xem trên mạng thì nó chỉ có hình ảnh và một số những cái thông tin cơ bản thôi. Và thường thì sản phẩm chính hãng thì nó phải có cái mã RQ để quét như thế này. Ôi là một trong những cái hãng sản phẩm mà rất được ưa chuộng đúng không ạ? Và rất là nổi tiếng. Và đây là một hộp, hộp này là mình mua được sale giá cũng khoảng 40.000 won, khoảng 800.000 Việt Nam đồng. Và đây hạn sử dụng là 2024. Cũng rất là ok. Mẫu mã thiết kế rất là đẹp các bạn ạ. Và tuyệt vời. Đây là một lọ dưỡng da 50 ml. Và bây giờ mở ra thì nó sẽ như thế này các bạn ạ. Nó có một cái lớp, đây gọi là lớp bảo vệ à. Bây giờ nếu mà muốn dùng thì mình chỉ cần bóc cái lớp bảo vệ này ra là được. Tuy nhiên thì bây giờ mình chưa có ý định dùng cho nên là mình sẽ để đây. Rất là tuyệt vời. Một cái lọ dưỡng da rất là đẹp, giá khoảng 800.000 Việt Nam đồng các bạn ạ. Đây là một lọ kem dưỡng này. Đây là một lọ kem rửa mặt. Và đây là một lọ phấn phủ. Đó, phấn phủ của Uhui. Hôm nay mình đã mua được một bộ 3 sản phẩm. Và đây là hộp phấn các bạn ạ. Phấn này thì mình cũng mua giá được giảm giá là khoảng 700.000 Việt Nam đồng một lọ phấn như thế này. Thiết kế thì rất là đẹp và tinh tế. Và đây là sản phẩm mà mình đã mua trên mạng. Nhưng mình mua sản phẩm này nó có mã RQ ở trên sản phẩm, trên bao hộp như thế này. Đó, trên hộp này có mã RQ thì là sản phẩm ok. Có mua ở cửa hàng Uhui, ở trong những cái cửa hàng mỹ phẩm. Tuy nhiên thì giá cả ở những cửa hàng đó thì không có giảm giá và rất là đắt. Ví dụ như là một lọ kem dưỡng như thế này thường thì nó cũng phải đắt khoảng gấp rưỡi hoặc gấp đôi giá mà mình mua trên mạng. Và khi các bạn mua trên mạng thì hên xui mua được sản phẩm chính hãng cũng rất là dễ. Ví dụ như mình đi giá cả phải chăng cho nên là rất là tuyệt vời. Và đây, đây là kem son, đây là phấn phủ rất là đẹp. Đây các bạn có thể mở ra như thế này, và phấn nó như thế này các bạn ạ. Lọ phấn mà nó có cả hình, có gương, các bạn có thể soi thoải mái. Có một cái đặc điểm nó rất là thơm các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy hộp phấn nó rất là đẹp và tinh tế, sử dụng cũng rất là dễ dàng. Và bây giờ chỉ cần đóng vào để lại và tuyệt vời. Wow, rất là đẹp đúng không ạ? Thực sự rất là tuyệt vời.